Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 12 của Đài Truyền hình Việt Nam. Những thông tin sẽ có trong chương trình. Hôm nay, 19 tháng 12, toàn thể dân tộc Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Nhiều tổ chức đoàn thể đã đồng hành hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Ngãi khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau lũ. Những trái táo có xuất xứ từ Nhật Bản chính thức được nhập khẩu vào Việt Nam theo đường chính ngạch. Thưa quý vị, ngày hôm nay, toàn thể dân tộc Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2016. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Tuy nhiên, các thế lực đế quốc và phản động đã tìm mọi cách chống phá. Vào ngày 15 và 16 tháng 12 năm 1946, quân Pháp nổ súng, gây hấn nhiều nơi ở Hà Nội. Pháp quyết xâm chiếm Việt Nam thêm một lần nữa. Trước tình thế đó, vào ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định phát động kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước đứng lên chống thực dân Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc. Sự đoàn kết, đồng lòng của quân và dân ta đã tạo nên sức mạnh to lớn đánh bại chủ nghĩa thực dân, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và vào ngày hôm qua 18 tháng 12, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Thưa quý vị, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng có lẽ trong tâm thức của những người Hà Nội, mỗi khi giai điệu ca khúc Người Hà Nội của nhà thơ Nguyễn Đình Thi vang lên, thì không khí của một Hà Nội hào hùng như được tái hiện trong tâm thức của những người con Hà Nội, với những ca từ vừa ngọt ngào, vừa hùng tráng, gợi nhớ về một quãng thời gian đầy hào hùng của dân tộc. Nghe cái bài hát ấy là luôn luôn cảm giác một cái cảm xúc rất tự hào vì mình được là người con của Hà Nội. Thế và cũng từ những cái niềm tự hào đấy, nó gắn bó, nó đi theo suốt cuộc đời. Bài Người Hà Nội được tác giả Nguyễn Đình Thi viết vào đầu năm 1947, dịp gần Tết. Khi đó Hà Nội đang trong cuộc chiến đấu rất quyết liệt. Nguyễn Đình Thi rời Hà Nội đi tản cư ra ngoại thành đúng vào đêm 19 tháng Chạp, tức là đêm ngày toàn quốc kháng chiến nổ ra tại Hà Nội. Phía sau lưng, tiếng súng bắt đầu nổ và Hà Nội cứ bốc cháy, một cảnh tượng rất hùng vĩ mà sau này đã xuất hiện trong bài hát. Cái âm hưởng của cái bài hát Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi thì thực ra với thế hệ chúng tôi, nó là những cái âm hưởng hào hùng nhất và thôi thúc chúng tôi làm tất cả những cái gì để cho Hà Nội ngày một đẹp hơn. Và với ông Bùi Huy Hùng, một cựu chiến binh trung đoàn thủ đô, cũng đã có những ngày gắn bó sống chết với Hà Nội trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thì bài hát Người Hà Nội cũng vô cùng có ý nghĩa. Chỉ có những người Hà Nội, người gốc Hà Nội mới có được lời đó. Ví dụ như câu là đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Cái câu đó nó đi vào lòng người. Vì là Hà Nội là một cái thủ đô nghìn năm mà nó mang bao nhiêu triều đại của Việt Nam rất là anh hùng, rất là trong suốt quá trình lịch sử. Cho nên cái bài đó nó gợi lại được cho tất cả những cái tinh thần dân tộc và cái quyết làm sao mà bảo vệ được cái thủ đô. Các thế hệ sau sẽ không bao giờ quên được lịch sử oai hùng của dân tộc, và càng biết ơn các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân cho con cháu hôm nay. Bài hát Người Hà Nội sống mãi với thời gian đã khẳng định giá trị về lịch sử và nghệ thuật
mỗi khi được cất lên, truyền cảm xúc cho người nghe. Tuần phim kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến và kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 25 tháng 12 trên phạm vi cả nước. Các phim được giới thiệu đến khán giả trong tuần phim đều có chất lượng nghệ thuật cao như là Hà Nội mùa đông năm 46, Nhà tiên tri, Đường xuyên rừng, Đừng đốt, Ngã ba Đồng Lộc. Đặc biệt sẽ có hai bộ phim mới sản xuất của điện ảnh Việt Nam là Vòng xòe dưới ánh trăng và phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giọt nước giữa đại dương được giới thiệu trong tuần phim này. Tôi đến sớm. Xin được chuyển sang những thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Sau đợt mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay, một phương châm đang được Quảng Ngãi thực hiện triệt để trong những ngày này là nước rút đến đâu thì dọn vệ sinh đến đó. Người dân vùng lũ Quảng Ngãi đang tập trung vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống sau lũ. Nhiều tổ chức đoàn thể đã đồng hành trong việc hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại. Kéo dài nhiều ngày với hơn 3 đợt lũ lớn nhỏ, hiện tại bùn đất tại các xã ven sông Trà Khúc, sông Vệ có nơi lên đến gần 1 mét. Vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông thông suốt và nhanh chóng giúp học sinh sớm quay lại trường học đang là ưu tiên hàng đầu đối với người dân nơi đây. Khi nước rút là cơ động lực lượng giúp dân được ngay. Thì hiện nay Bộ Chỉ huy đang tổ chức lực lượng giúp dân ở các cái vùng trọng điểm về lũ để khôi phục lại cái ổn định các cái hoạt động cho đời sống nhân dân. Cũng khẩn trương đang dọn vệ sinh để cho các cháu sẽ đi vào học tập tốt hơn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 4 tổ quân y đến các địa phương bị thiệt hại nặng để chăm sóc sức khỏe cho hơn 500 lượt người dân. Với trên 5.000 giếng nước hơi bị ngập, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trực tiếp đến để hướng dẫn cách xử lý và khử khuẩn. Ngành y tế đã cấp trước gần 100 cơ số thuốc, hơn 3 tấn chloramin B bột và 100.000 viên Aquatab về cho các địa phương để tập trung xử lý môi trường. Chúng ta biết năm nay cái lũ kéo dài và trên diện rộng, cho nên ngành y tế đã chủ động cấp thuốc cho các đơn vị và đã sử dụng hết. Vì vậy chúng tôi đã lập tức kiến nghị cho Bộ Y tế cấp thêm nhanh các cơ số thuốc và các thuốc khử trùng. Ngoài cơ số thuốc hóa chất đã cấp về cho các địa phương, ngành y tế Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung 10.000 tấn chloramin B, 100.000 viên Aquatab và 100 cơ số thuốc để tập trung xử lý môi trường. Hơn 2.000 hộ dân ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi chưa được cấp điện trở lại do địa phương còn bị chia cắt. Các hộ dân này ở xã Long Môn, huyện Minh Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Hà, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, một số vùng bị chia cắt ở huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ. Mưa lũ làm gãy đổ hoàn toàn 20 trụ điện, mất điện trên diện rộng tại 14 xã, tổng thiệt hại ước tính là hơn 1,6 tỷ đồng. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã huy động cán bộ, công nhân kỹ thuật tập trung về các địa bàn nhanh chóng khắc phục sự cố, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Đối với những khu vực vẫn bị cô lập, đến bao giờ thông được đường thì ngành điện lực sẽ nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra lưới điện, sớm khắc phục hệ thống lưới điện cho người dân trong vùng. Mới đây, Ngân hàng Thế giới công bố một báo cáo về sự liên quan giữa nghèo đói và biến đổi khí hậu. Theo đó, thì mỗi năm, thiên tai đã đẩy ít nhất là 26 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo. Theo Ngân hàng Thế giới, số người rơi vào cảnh đói nghèo sẽ tăng lên trong những thập kỷ tới do biến đổi khí hậu. Người nghèo có xu hướng phải gánh chịu hậu quả thiên tai nhiều hơn do họ sống ở những khu vực thường chịu thảm họa thiên tai cũng như là nhận được ít sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình. Đối với những người nghèo, thảm họa thiên tai có tác động lâu dài khiến các gia đình buộc con phải thôi học hoặc là cắt giảm chi tiêu đối với chăm sóc sức khỏe. Còn đối với Việt Nam thì trong vòng 50 năm tới, Việt Nam có thể phải chịu thiệt hại vượt quá là 140.000 tỷ đồng mỗi năm do lũ lụt, bão hoặc là động đất. Đáng lo ngại là tổn thất bình quân hàng năm ở một số địa phương có thể còn cao hơn nữa. Ví dụ như là khu vực Bắc Trung Bộ, nơi có tỷ lệ nghèo cao hơn cũng có xu hướng phải đối mặt với thiệt hại cao hơn do bão và lũ lụt. Những thông tin đáng chú ý có trong cụm tin ngay sau đây của chúng tôi. Gần 1.340 tỷ đồng đã được Kho bạc Nhà nước chi cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, tương đương hơn 50% tổng kinh phí. Số tiền chi trả được dựa trên danh sách hộ, gia đình bị thiệt hại từ địa phương gửi lên. Kho bạc Nhà nước đã chuyển đủ số tiền bồi thường tới các địa phương. Nhưng thực tế triển khai cho thấy, việc giải ngân mới đạt được 50,57% tổng kinh phí phải chi trả.
Nguyên nhân của sự chậm trễ này được lý giải một phần bởi các tỉnh miền Trung liên tiếp bị thiên tai lũ lụt, khiến người dân khó di chuyển đến nơi lấy tiền. Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đang tiến hành phân bổ hơn 20 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm cấp cho các hộ trên địa bàn là đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Được biết đến nay, tỉnh Quảng Trị mới tạm cấp hơn 220 tỷ đồng tiền đền bù thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Để tránh bỏ sót đối tượng, không xảy ra tình trạng khiếu kiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị kiến nghị cho phép địa phương lùi thời hạn quyết toán việc chi trả bồi thường thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là những thông tin được đăng tải trên các báo mạng trong nước và quốc tế. Báo Nhân dân có bài Người Việt ở Pháp với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi nhân dân cả nước hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát đi vào ngày 19 tháng 12 năm 1946, những người Việt yêu nước tại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê nhà ở khắp các thành phố địa phương của Pháp. Cụ thể, như là ông Nguyễn Văn Tùng, Việt Kiều Pháp hay là giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại thành phố Grenoble ở Đông Nam nước Pháp đã cùng với các thân sĩ yêu nước khác vận động trí thức Việt và Pháp ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Không chỉ thế, khi đất nước thống nhất, Việt Kiều ở Pháp tiếp tục sứ mệnh của mình nơi xa xứ tổ chức các hoạt động đóng góp tiền bạc, thuốc men hay là dụng cụ y học, đóng góp về kinh tế, khoa học kỹ thuật, phương tiện và kiến thức y học cho đất nước. Theo khảo sát kết quả thăm dò của Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc KOTRA nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc chính thức có hiệu lực, Hàn Quốc là nước đầu tiên mà người Việt Nam nghĩ tới khi nhắc tới mỹ phẩm, âm nhạc và thời trang. Đây là thông tin trên trang báo của hãng thông tấn Yonhap. Các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc ngày càng được ưa chuộng do giá cả cạnh tranh và bên cạnh đó thì sau khi Hiệp định Thương mại Tự do chính thức có hiệu lực giúp xóa bỏ mức thuế là từ 10 đến 25%. Với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam cũng đang nổi lên như là một nước sản xuất lắp ráp đồ điện gia dụng của Hàn Quốc lớn thứ hai sau Trung Quốc, với việc là Samsung Electronics dự kiến là sẽ đưa vào hoạt động nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm sau. Tờ Sputnik đưa tin về sự thành công của sự kiện Russian Gastro Week đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14 tháng 12. Theo đó thì 20 nhà sản xuất Liên bang Nga trong lĩnh vực thực phẩm đã tiếp xúc và giới thiệu khoảng 12 đại diện các nhà nhập khẩu phân phối của Việt Nam, trong đó có cả các đơn vị phân phối trên mạng như là Lazada hay là AD rồi. Sự kiện Russian Gastro Week là hình thức xúc tiến thương mại mới của phía Nga, được bắt đầu triển khai từ đầu năm nay tại Trung Quốc và Việt Nam là quốc gia thứ hai được chọn tổ chức. Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar LotusSat-1 vào năm 2019 và vào năm 2022 sẽ phóng vệ tinh radar LotusSat-2. Đó là thông tin đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ bản tiếng Anh. Hai vệ tinh minh chứng rằng là Việt Nam đang vững vàng làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh. Vệ tinh LotusSat-1 và LotusSat-2 là hợp phần quan trọng trong dự án Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, là dự án khoa học và công nghệ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay với số tiền đầu tư là 600 triệu đồng. Triệu đô la Mỹ, xin lỗi quý vị. Việc đưa vệ tinh LotusSat-1 và LotusSat-2 vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong việc cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong phần tiếp theo của bản tin, những trái táo có xuất xứ từ Nhật Bản chính thức được nhập khẩu vào Việt Nam theo đường chính ngạch. Lễ cưới tập thể của 5 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng đã được tổ chức. Những trái táo Aomori có xuất xứ từ Nhật Bản đã chính thức có mặt tại nước ta thông qua hệ thống siêu thị Intimex Việt Nam, đơn vị thành viên của tập đoàn BRG. Đây là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa nội dung ký kết giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó phía Nhật Bản mở cửa cho thị trường xoài của Việt Nam và ngược lại thì táo của Nhật Bản chính thức được nhập khẩu vào Việt Nam theo đường chính ngạch. Những trái táo Aomori này vừa được chính thức bày bán tại Hà Nội. Đây là lô táo Nhật Bản đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam theo đường chính ngạch sau khi Việt Nam chính thức cấp phép cho táo Nhật từ tháng 10 năm 2015. Để đảm bảo những sản phẩm này được tươi ngon khi đến với người tiêu dùng, cả hai phía Việt Nam và Nhật Bản đều đưa ra những tiêu chuẩn và kỹ thuật nghiêm ngặt trong quy trình chăm sóc và bảo quản. Những trái táo này đã được chăm sóc bằng những công nghệ tiên tiến và đạt được kiểm định chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng của cả Nhật Bản và Việt Nam. Năm nay chúng tôi đang thực hiện kế hoạch xuất khẩu 200 tấn loại táo có lịch sử hơn 140 năm này đến thị trường các bạn. Với một cái đưa trái táo
Aomori ra với thị trường Việt Nam thì chúng tôi trước hết là nhập những cái trái táo mà đủ cái chất lượng và đủ cái hàm lượng vitamin để theo những cái quy định của Viện Nghiên cứu của Nhật Bản để đưa về cho người tiêu dùng Việt Nam thực sự là được tốt cho sức khỏe. Tính đến tháng 10 năm 2016, kim ngạch nhập khẩu rau củ quả của Việt Nam đạt khoảng 731 triệu đô la Mỹ, trong đó chủ yếu tập trung ở các thị trường như Thái Lan, Úc hay Hoa Kỳ. Thị trường Nhật Bản chiếm rất ít trong số này. Vì vậy, những lô táo nhập khẩu như thế này và việc xuất khẩu xoài vào thị trường nước bạn sẽ góp phần nâng giá trị kim ngạch hai chiều giữa hai quốc gia. Một số các loại trái cây mà hiện nay chúng ta đang nhập khẩu nhiều về thì là hầu hết là trái cây là vùng ôn đới. Ví dụ như là nho, táo, lê là những cái loại đấy là những cái nước ôn đới. Thứ nhất là chất lượng cao và có thế mạnh. Và thứ hai là cái thị hiếu của người Việt Nam mình cũng rất thích ở cái thị trường phát triển. Ví dụ như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Cái việc mà nhập khẩu này nó hoàn toàn nó tạo điều kiện cho cái thương mại song phương giữa Việt Nam cũng như các nước được thúc đẩy cho cái mặt hàng trái cây này. Táo Aomori Nhật Bản hiện đang được bày bán tại chuỗi siêu thị Intimex, Big C, Unimart và các cửa hàng hoa quả cao cấp khác. Đây cũng là một lựa chọn cho người tiêu dùng khi nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng tăng cao. Thành phố Đà Lạt thời gian tới sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường du lịch khi công ty cổ phần hàng không Vietjet Air bắt đầu khai thác đường bay thẳng nối thành phố đông dân nhất miền Trung Trung Quốc Vũ Hán với thành phố Đà Lạt. Mỗi tuần sẽ có 3 chuyến bay vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 từ Vũ Hán đến Đà Lạt và ngược lại. Thời gian bay là hơn 3 giờ. Việc mở đường bay dịch vụ đến Đà Lạt sẽ giúp giảm tải cho sân bay tại Nha Trang hiện đang quá đông với các chuyến bay từ Trung Quốc đến mỗi tuần. Thưa quý vị, fintech là một từ dùng để nói tới các công ty kinh doanh dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ. Năm 2016 vừa qua chứng kiến sự ra mắt của nhiều fintech và các khoản đầu tư khổng lồ cả triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực này. Tuy vậy, với sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này, các fintech cần phải đầu tư cho mô hình phát triển bền vững và thậm chí điều đó có thể bao gồm là việc chịu thâu tóm bởi các ngân hàng lớn như xu hướng trên thế giới hiện nay. Anh Nguyễn Văn Lượng đang có dự định mua một chiếc Mercedes với giá khoảng 1 tỷ 800 triệu. Thu nhập của anh chỉ đủ chi trả gần một nửa, còn lại sẽ phải đi vay. Anh Lượng đã dùng thử Bango, một công cụ kết nối giữa người đi vay và các ngân hàng để cho ra tư vấn vay phù hợp. Tôi có thể ngồi với một chiếc máy tính thôi là tôi có thể tìm được cái so sánh được lãi suất của các ngân hàng mà mình có thể cho rằng là tốt nhất. Cái quan trọng nhất là nó tiện và chi phí thấp nhất. Thực tế, nhiều công cụ về so sánh tài chính như Bango đã được ra đời nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch dễ dàng hơn vì thông tin được đơn giản hóa, minh bạch. Cái tỷ lệ khách hàng trẻ tuổi sử dụng các thiết bị di động cộng với cả các thiết bị điện tử như là máy tính xách tay, như là laptop rồi các thiết bị khác đang ngày càng gia tăng. Mà nếu như mà cái mảng đấy ở ngân hàng thì thực sự là đến thời điểm hiện tại nó cũng chưa phải là một cái mảng ngân hàng thực sự chú trọng. Tôi đánh giá nó sẽ là cái xu hướng trong tương lai và nó sẽ hỗ trợ các sản phẩm truyền thống phát triển tốt hơn. Chính thức khởi động cách đây 2 tháng, Bango thực tế chỉ là một trong nhiều dự án thuộc hệ sinh thái mà anh Vũ Việt Hưng xây dựng từ năm 2011. Khi đã có một hệ sinh thái bền vững thì việc mình huy động, mình sử dụng những con người trong hệ sinh thái mình đã biết, mình đã làm việc. Và như, nó như kiểu là đã cộng tác với mình từ rất lâu rồi. Thì cái việc phát triển một cái sản phẩm mới trong hệ sinh thái nó khá là dễ. Đối với những doanh nghiệp không có một hệ sinh thái riêng, việc startup fintech chịu thâu tóm bởi các định chế tài chính lớn có thể là xu hướng trong tương lai. Hiện nay thì do một cái sự đầu tư rất là mạnh của các nhà đầu tư bảo hiểm và fintech. Những cái nhà đầu tư họ muốn đầu tư cho những cái cơ hội trong tương lai thì họ đầu tư rất là mạnh, thành ra fintech hoàn toàn có cơ hội để phát triển. Đấy là một cái kênh hay là một cái công cụ để bán hàng và giao dịch mới mà nó sẽ trở thành phổ biến hơn và nó đi vào cuộc sống mạnh mẽ hơn. Ngân hàng có thể chọn bắt tay hoặc thâu tóm fintech, nhưng dù là lựa chọn nào, kết quả cuối cùng người tiêu dùng sẽ có được những dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất. Thưa quý vị, vào trưa ngày 18 tháng 12, cơ quan công an đã bắt được nghi can cướp hơn 700 triệu đồng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Đà Nẵng. Nghi can thực hiện vụ tấn công bằng súng là Nguyễn Hoàng Tâm, 29 tuổi. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Tâm khai nhận do thiếu tiền tiêu nên đã mua xe máy của một người bán xe trên mạng.
đối tượng đã dùng chiếc xe máy này để đến phòng giao dịch BIDV Thành Nội, thành phố Huế, dùng súng uy hiếp các nhân viên và cướp 725 triệu đồng. Khi vào ngân hàng cướp tiền, Tâm đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang bịt mặt để tránh bị phát hiện. Sau 11 ngày lẩn trốn, Tâm đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ tại địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hiện đối tượng đã được cơ quan công an di lý về thành phố Huế để tiếp tục điều tra làm rõ. Một đám cưới tập thể rất ý nghĩa đã được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 18 tháng 12. Đây là lễ cưới tập thể của 5 cặp đôi công nhân làm việc tại các công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là lần thứ hai Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đứng ra tổ chức tiệc cưới cho công nhân. Lần đầu là vào năm 2015 cho 8 cặp và lần này là 5 cặp. Thì được biết là trong 5 cặp của dâu chú rể lần này là có 2 cặp đã từng đăng ký nhưng mà chưa có dịp để mà tổ chức tiệc cưới. Thì đây là cái dịp mà để cho họ tổ chức tiệc cưới để mà khai báo với bạn bè, với dòng họ hai bên, với cơ quan đơn vị là họ đã chính thức trở thành vợ thành chồng. 5 cặp uyên ương đã tham gia đầy đủ các nghi thức của một đám cưới truyền thống với tinh thần trang trọng và tiết kiệm. Toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới được Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ, bao gồm trang trí, trang phục, trang điểm cô dâu, xe hoa và một phần chi phí của 10 bàn tiệc cùng một phòng tân hôn tại khách sạn 3 sao. Tổng chi phí hỗ trợ cho đám cưới tập thể công nhân này khoảng 100 triệu đồng. Lễ cưới tập thể do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, đồng thời tuyên truyền rộng rãi về việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi phù hợp với thuần phong mỹ tục. Không khí chuẩn bị đón Giáng sinh đang rộn ràng khắp nơi và vào ngày 18 tháng 12, ngày hội Giáng sinh Hồng dành cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã được tổ chức. Chương trình thể hiện sự quan tâm, sẻ chia từ các tổ chức thiện nguyện nhằm động viên bệnh nhi và gia đình các em vượt qua nỗi đau bệnh tật. Không chỉ có khu vui chơi thu nhỏ như thế này, tại Bệnh viện Nhi Trung ương hôm nay còn có hội chợ từ thiện với nhiều hoạt động ý nghĩa và đón nhận hàng nghìn suất quà, hàng nghìn suất cơm. Nhiều em phải gắn tuổi thơ với dây chuyền, mũi tiêm, thuốc, hóa chất. Hôm nay lần đầu được nhận quà từ ông già Noel, được hòa vào không khí đón lễ Giáng sinh. Lần đầu tiên con được đi xem Giáng sinh, con rất thích. Chương trình làm cho tôi bớt đau ạ, bởi vì nó vui ạ. Nó không nghĩ đang đau nhưng mà nó nghĩ thế này nó cũng thích, cũng đau nữa, nó thích, rất thích ạ. Với một số bệnh nhi không đủ sức khỏe bước ra khỏi phòng bệnh để xuống khu vui chơi, thì được đón nhận món quà tinh thần theo cách như thế này. Và dường như đây cũng là cách để ngày càng có nhiều thêm những trái tim cảm thấu nỗi đau của bệnh nhi, ngày càng trân quý giá trị cuộc sống và tích cực hơn trong hoạt động hướng đến cộng đồng. Chưa bao giờ được vui như này, được nghe ca sĩ Khánh Phương và ca sĩ Thái Thùy Linh hát cho nghe ngay tại tận giờ của mình. Ngày mai, nơi đây sẽ vẫn còn tiếng khóc vì đau, vẫn còn khó khăn vì bệnh tật. Nhưng mọi người đều hy vọng các em nhỏ sẽ mau khỏi bệnh, được trở về tổ ấm và vui bước đến trường. Và trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.